Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu Touring dòng cao cấp của Gian Ram Dit 2 phiên bản 2019 quốc tế xuất trong thị trường Australia. Vâng, Gian quốc tế các nhé, Gian Ram Dit 2 bản 2019. Cái màu ghi xám này là cái màu phiên bản mà rất là nổi, rất là lam tính mạnh mẽ. Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Mẫu xe này năm 2019 được bình chọn là mẫu xe yêu thích nhất ở bên thị trường Úc nhé bác nhé. Vâng, xe có tông màu chủ đạo là màu ghi sáng, rất là nam tính và mạnh mẽ. Cái dòng Gian Ram quốc tế này thì các bác chỉ cần lên trên mạng tra là Gian Ram Dit 2 2019 là các bác có thể ra được mẫu Gian Ram đúng cái y như cái màu ghi này. Vâng, cái màu sắc này rất là nổi và khỏe nhá. Những cái đường tông của xe rất là mạnh mẽ, tinh tế, không kém thuần thanh thoát. Dòng Touring có giảm sóc cao cấp Gian Ram Dit 2 2019 phiên bản mới nhất, được xuất sang thị trường Australia. Gian quốc tế xuất thị trường Úc. Vâng, xe có lớp sơn còn khá là đẹp. Em đánh giá khoảng tầm 90%. Để em đi tổng thể và chi tiết khung hình cho bác xem. Xe làm từ hợp kim nhôm seri 6000 aluminum, nhôm siêu nhẹ của dòng Gian. Đây, bác nhìn rõ ấy. Xe còn rất là đẹp các bác nhé. Dòng Touring cao cấp của hãng Gian quốc tế, Gian Ram Dit 2. Đây, những cái chữ Gian này là những cái vết dạng của tem xe các bác nhé, không thể tránh khỏi, chứ không phải bị xước sát gì cả. Những cái tem này là một thời gian mà đi mưa lắng là đều bị dặn hết những cái tem xe này. Và những cái video xe trước thì em đã có nói qua rồi. Gian Ram, bác chỉ cần tra là Gian Ram Dit 2 2019 là ra mẫu xe Gian quốc tế phiên bản xuất thị trường Úc. Và cái dòng Gian này rất được rất nhiều giới trẻ bên thị trường nước ngoài đi nhé, đánh giá rất là cao so với dòng những mẫu ô tô Touring thông thường khác. Cổ phốt nguyên bản theo xe, bi đông theo xe chính hãng. Và điều đặc biệt của dòng Gian Ram này thì nó sử dụng bộ cấu hình đề ép ram, cấu hình của đầu Mỹ. Tay lắm chính hãng còn nguyên bản theo xe, tay lắm cao su, tuần rất êm và chắc tay. Những cái dòng tay lắm chính hãng của xe Gian này thì các bác không thể chê vào đâu được rồi. Cảm giác cầm rất là êm. Đây, sử dụng cấu hình S-RAM Mỹ. Và bên này là chiếc chuông khá đặc biệt. Đây, xe nguyên bản về là sẽ có chiếc chuông này, đây các bác là nhìn rõ này. Chuông thường là bấm ở đây thì nó tinh kêu, nhưng mà đây em đây. Đấy, em gạt đây, rất to. Đằng trước có biểu tượng logo của chính hãng Gian đó nhá. Đây, tem xe đây. Xe dòng Touring được bộ giảm sóc chính hãng của Gian Ram. Sóc dầu. Cái dòng Gian Ram Dit 2 là phiên bản này là rất được hot trên thị trường Úc các bác nhé. Có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Vành cập mà nguyên bản chính hãng của Gian. Kích thước lốp 700x40C. Lốp Lyon.
vẫn còn khá là đẹp. Những cái đường chấm li ti nhỏ này là giúp bề mặt bám đường ma sát tốt hơn cho bác nhé. Các bác có thể đi địa hình đồi núi mặt bằng cũng được. Xe rất là bon. Còn bên trong xe đây, bên trong này là thông số mã vạch của xe chính hãng bảo hành đây. Vâng, dòng Gian Ram Dit 2 phiên bản mới nhất, phiên bản quốc tế của phiên bản quốc tế xuất thị trường Úc. Xe nhìn cũng rất là khỏe xe. Các bác phải lấy những hình chi tiết của xe. Cốt yên chính hãng của Gian luôn này các bác này. Yên xe của chính hãng của Gian, yên còn rất là mới các bác nhé. Và đằng sau là thông số của yên xe. Đùi đĩa XCT sân vuông. Củ đề cũng group của X-Ram đúng không nhé, thương hiệu của Mỹ. Xe được trang bị với 8 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 24 tốc độ. Vâng, các bác có thể nhìn rõ đây, lip và xích xe còn rất là mới. Xe được sử dụng rất là ít bên thị trường bên Úc. Các bác chỉ cần lên trên mạng tra là Gian Ram Dit 2 phiên bản 2019 và ra ngay cái mẫu phiên bản nhà em đây. Màu ghi, những màu ghi luôn. Rất là đổi, khỏe xe. Những cái dòng tua đinh mà có giảm sóc này thì các bác không thể chê vào đâu được dòng xe này rồi. Rất là đẹp và khỏe. Đấy, các em quay lại cho xe các bác xem. Những cái phiên bản mẫu quốc tế của dòng Gian này thì rất là cao cấp. Vâng, bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Đấy, các bác có thấy rõ ấy. Rất nhẹ nhàng và nhịp điệu êm. Xuống lip. Dòng tua đinh cao cấp của Gian Ram Dit 2 phiên bản mới nhất xuất trên thị trường Úc. Bên đĩa đây, xuống đĩa, lên đĩa, hoạt động rất là tốt nhá, không lỗ một chi tiết nhỏ nào cả. Đấy, có thể thấy rõ ấy. Màu ghi của dòng Gian này rất là ít, các em rất là ít thấy nhá. Có cái phiên bản quốc tế của dòng Gian Ram này em mới về. Vâng, em vừa đã tổng thể xong chiếc xe cao cấp của dòng Touring Gian Ram Dit 2 phiên bản mới nhất. Xe có giá bên em rất là tốt các bác nhá. Chỉ với 5 triệu 8 các bác sở hữu một dòng xe Gian Touring cao cấp quốc tế xuất sang thị trường Úc. Xe bên em là 5 triệu 8, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc là lên YouTube tìm Kim theo dõi kim xe đạp, nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.